Thưa quý vị và các bạn, sau rất nhiều mong chờ thì chiều nay, người hâm mộ bóng đá đất cảng đã được thỏa thích ngắm nhìn ngôi sao bóng đá người Brazil Denilson. Người đã từng nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup 2002 cùng với đội tuyển Brazil. Kể từ giờ cho đến khi V-League 2009 kết thúc thì cầu thủ này sẽ chơi cho câu lạc bộ xi măng Hải Phòng với chiếc áo có số rất lớn là 99. Chiều nay, khách sạn Harbourview ở thành phố Hải Phòng đã trở nên sôi động khác thường với sự xuất hiện của hàng trăm cổ động viên và toàn bộ ban huấn luyện câu lạc bộ xi măng Hải Phòng. Tất cả đã có mặt tại đây để chờ đón cầu thủ từng vô địch thế giới Denilson Oliveira đến làm lễ ra mắt người hâm mộ và giới phóng viên, báo chí trong cả nước. Một ngoại binh cũ của đội bóng đất cảng là Bernard Acho cũng đã trở lại sau thời gian dài chấn thương để củng cố lực lượng cho xi măng Hải Phòng ở giai đoạn lượt về V-League 2009. Tôi rất hạnh phúc khi nhận được sự chào đón nồng nhiệt của các bạn kể từ khi đặt chân xuống sân bay Nội Bài. Hy vọng trong 3 tháng tới, tôi sẽ giúp câu lạc bộ mới của mình đạt được những mục tiêu đã đề ra. Chủ tịch câu lạc bộ, ông Lê Văn Thành là người có công lớn nhất trong việc đưa Denilson về với đội bóng thành phố Cảng. Ông đã mất gần 1 tháng để có chữ ký của cầu thủ này. Quá trình thương thảo thì cũng rất là thuận tiện. Tất nhiên là đây là một cầu thủ có đẳng cấp, cho nên là cái việc thương thảo cũng có thời gian. Tuy nhiên là cái sự gặp gỡ cũng là nhu cầu và cái thiện chí của Hải Phòng cũng là thiện chí của cầu thủ thì cái việc để đến một hoạt động cùng với mục tiêu thì cũng rất là rời khỏi phòng họp báo, những nhân vật chính của lễ ra mắt đã đến thẳng sân vận động Lạch Tray, nơi có gần 7.000 người hâm mộ đang mong đợi những màn trình diễn kỹ thuật của cầu thủ từng có giá chuyển nhượng đắt nhất thế giới. Thực là tôi rất hạnh phúc cũng như người Hải Phòng rất hạnh phúc đã được sở hữu một cầu thủ có đẳng cấp quốc tế, thì tôi nghĩ là đây sẽ là một cái sinh khí mới cho đội, sức sống mới cho đội bóng trong cái đây lượt về. Và tôi tin là sự có mặt của Denilson đối đội bóng sẽ góp cái sức mạnh rất lớn cho xi măng Hải Phòng. Với kinh nghiệm đã tích lũy được ở 7 câu lạc bộ danh tiếng trong vòng 15 năm qua trước khi đến với xi măng Hải Phòng, hy vọng Denilson sẽ đáp ứng được kỳ vọng của vị tướng già họ Vương và người hâm mộ bóng đá thành phố Cảng.